lại cả hoa nữa. Lại cả hoa. 8 đến giờ em chạy lên. Đặc biệt là phòng chống khai thác u ngày càng nghiêm ngặt hơn. Trên bệnh nhân, giờ mới thực sự bắt đầu. Đúng. Gặp gỡ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bạn cũng đồng ý. Chất dinh dưỡng để chế biến thức ăn cho trẻ. Nhóm chất bột, gạo. Từ cái truyền thống của thằng nhận cái tin này. Nhưng mà sao không biết hả? Nhìn mặt cháu. Ủa?